trước thềm năm mới tân sửu, Ngọc Nữ Hà Tăng khiến người hâm mộ mê mẩn khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài truyền thống, đông đầy sắc xuân lên trang cá nhân. Với khuôn mặt đậm chất Á Đông kết hợp cùng nét đẹp giản dị của tà áo dài truyền thống, bà mẹ hai con trở nên vô cùng dịu dàng và nhan sắc xinh đẹp được nâng tầm thêm bội phần. Hơn nữa, phần tóc được búi cao càng tôn được trọn vẹn nét đẹp vừa quyến rũ lại có phần dịu ngọt của Hà Tăng. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Dù đã bước sang tuổi 34, nhưng sắc vóc chuẩn không cần chỉnh của bóng hồng vẫn luôn khiến nhiều người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Ngay bên dưới bài viết của Hà Tăng, rất đông bạn bè và dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi. Diện tóc búi cao, từng đường nét trên khuôn mặt Hà Tăng đều được tôn lên trọn vẹn. Nhan sắc của Hà Tăng trong tà áo dài truyền thống quả thật khiến ai cũng phải xuýt xoa trầm trồ gương mặt sắc sảo đường nét thanh thoát của hà tăng được tôn lên bội phần dù chụp ở góc cận ngắm nhìn nhan sắc của hà tăng đến hoa hậu hà kiều anh cũng phải thốt lên khen ngợi hà tăng nhiều lần khiến dân tình mê mẩn khi diện áo dài truyền thống